nhận định Leicester City với Manchester United. 19:30 phút ngày 26 tháng 12, vòng 15 ngoại hạng Anh. Cả Leicester lẫn Manchester United đều đang lần lượt xếp thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. 3 điểm để bám đuổi Liverpool là mục tiêu họ hướng đến. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật trận đấu mới nhất nhé. Leicester City đang rất hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham ở vòng đấu gần nhất tại Premier League. Thắng lợi thứ 3 trong vòng 4 trận gần đây giúp mày cáo vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng 27 điểm sau 14 trận. Trận đấu sắp tới gặp Man United, ngoài lợi thế về mặt sân bãi, Leicester còn được hưởng lợi về lịch thi đấu. Theo đó, mày cáo có đủ một tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị, trong khi Man United vừa phải căng sức đá cúp liên đoàn với Everton vào giữa tuần. Thế nhưng những lợi thế rất lớn ấn cũng không giúp mày cáo được đánh giá cao ở trận đối đầu sắp tới. Trước giờ bóng lăn, Man United được xếp chiếu trên, thể hiện niềm tin của giới chuyên môn vào khả năng giành chiến thắng của đội khách. Thực tế cho thấy, dù mạnh yếu mỗi lúc khác nhau, Leicester vẫn luôn là đối thủ yêu thích của Quỷ Đỏ. 4 trận đối đầu Leicester gần đây tại giải ngoại hạng Anh, Man United toàn thắng, ghi 6 bàn và chỉ một lần để thủng lưới. Xa hơn, 17 lần chạm trán mày cáo từ năm 2002 tính trên mọi đấu trường. Man United bất bại 16 lần với 13 chiến thắng và 3 trận hòa. Hai lần gần đây làm khách trên sân King Power, Man United đều có 3 điểm tối đa mà không để thủng lưới. MU đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và có trong tay một trận chưa đấu. Với những màn trình diễn gần đây thì Quỷ Đỏ được coi là một trong những ứng cử viên thực sự cho ngôi vô địch. Điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu họ vượt qua Leicester City. Mùa bóng trước, Leicester và Manchester United là hai đội cạnh tranh trực tiếp cho suất dự Champions League. Họ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của mùa giải và phần thắng thuộc về đội bóng áo đỏ. Tiếc rằng mùa này, Man United không vượt qua vòng bảng và cuối cùng vẫn xuống chơi ở Europa League như Leicester. Mày cáo chắc chắn chưa quên món nợ mùa trước. Họ sẽ rất quyết tâm trả lễ MU trên sân nhà King Power ở trận đấu sắp tới. Dự đoán kết quả Leicester với Man United 1-2.